Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáng TV và tiếp tục cập nhật cái thông tin và diễn biến mới nhất liên quan vụ việc của tập đoàn Xà Lan cũng như bên phía gia đình của chị Kim Hà. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và liên quan đến cái vấn đề sự ra đi của chị Kim Hà. Cái nguyên nhân vì sao mà nằm giữa sông Vàm Cống 12 ngày mà không nổi lên, nhưng mà cái anh mà 35 tuổi kia ấy thì nhảy xuống sông Vàm Cống có 2 ngày à, mà nằm ở cái vị trí đó cách cái vị trí hiện trường là 20 km. Thì có một cái điệp viên không không biết của em ấy mới cập nhật thông tin về là cái anh 35 tuổi này là anh cũng đang theo dõi cái bộ phim dài tập của chị Kim Hà, và anh là anh ấy muốn thử anh muốn chứng minh cho mọi người biết là tôi là tôi rất bức xúc cái vụ của chị Hà này rồi, nên là bây giờ tôi thử nhảy xuống sông xem là tôi trôi bao nhiêu mét ấy, là anh ấy nhảy thử thôi, nhưng mà biết đâu là anh ấy lại là ra đi thật. Đấy là một cái bình luận của một quý vị khán giả có nói với em như vậy. Đó là có khi nào cái anh này anh ấy là theo dõi cái bộ phim dài tập của chị Hà để rồi mà không có cách nào chứng minh hết á. Đến bây giờ thì anh đã nhảy xuống sông để anh xem là ở đây là anh ấy xem em anh ấy là xem là có nổi lên cái vị trí hiện trường đó không. Đó, em nói với tất cả mọi người rằng ở đây á, trong cái câu chuyện của gia đình chị Kim Hà cũng như đến ngày hôm nay, chúng ta đã biết là sau 7 tháng mà không có kết quả gì và cái câu chuyện này nó vẫn hình như là chìm xuồng và đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên thì cơ quan chức năng họ vẫn chưa công bố kết quả cuối cùng, nên thì em vẫn nói với tất cả mọi người rằng chúng ta hãy tin tưởng cơ quan chức năng, bởi vì em nói với tất cả mọi người là chưa có kết luận cuối cùng, cũng chưa có thông tin gì cả, cũng chưa có nói rằng là cái nguyên nhân mà chị Hà lý do vì sao lại không nổi lên. Em tin chắc rằng sẽ có câu trả lời, nhưng căn bản ở đây là cái vụ này nó rất là phức tạp. Bởi vì sao quý vị, chúng ta khi mà nhìn vô chúng ta biết rằng là khi mà chị Hà nhảy xuống đó đúng không mà lại không trôi đi đâu, còn cái anh 35 tuổi kia tại sao lại trôi đi hàng 20 km. Thì chúng ta hãy đặt ra một cái ví dụ xem đi, là cùng ở cái dòng sông đó, cùng ở cái khúc sông đó và cùng nhảy từ trên xuống. Em nói mọi người nhá, nếu mà chị Hà mà thay đổi cho anh 35 tuổi mà đứng từ trên cầu xuống ấy, em nói mọi người là chìm nó lún xuống dưới bùn luôn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy đứng cái độ cao tầm là mấy chục mét mà anh nhảy xuống mà anh còn trôi được 20 cây số. Còn chị Hà thì chị còn, ban đầu anh Tuấn vẫn xác nhận là chị Hà vẫn còn nổi thả trôi trên mặt nước và trôi được 40 mét cơ mà. Đó có nghĩa là chị Hà đã trôi đi 40 mét từ cái hiện trường đi rồi. Mà lý do vì sao chị Hà đã thả trôi được 40 mét rồi mà lại vẫn cảm cái hì được, thì thông qua cái việc mà chứng minh bằng cái gọi là sự ra đi của anh Thông 35 tuổi thì chúng ta thấy rằng ở đây liệu rằng chị Hà có trôi đi được mét nào hay không, hay là rời khỏi cái thành Xà Lan là chị đã chìm nghỉm mất tiêu ở đó rồi. Có nhiều người còn nói với em rằng là cái anh kia thì anh chả mắc phải cái gì, bởi vì anh ấy chả có tài sản gì hết. Anh đó thì có thể là em nói mọi người là không có cái tài sản gì hết, nên là anh ấy không có vương vấn để giữ của. Nhưng mà người ta lại nói rằng là chị Hà là do chị là vương vấn két sắt, vương vấn Xà Lan, rồi vương vấn tiền bạc, nên là chị nằm ở đó để giữ của bà Thủy giữ. Thì bây giờ những cái ai mà nói là bà Thủy giữ thì thông qua cái vụ việc của cái anh 35 tuổi này thì không biết là những cái người đó họ đã thức tỉnh được hay chưa, cái đầu óc họ đã tỉnh được hay chưa để mà có thể nhìn nhận vào cái sự việc này là tại sao hai người đều nằm ở đó mà một người thì 2 ngày nổi lên cách hiện trường 20 km, còn một người thì nằm ở đó tận 12 ngày mà cào cấu móc bắt đầu mới nổi lên. Mà ở đây là không phải là nổi lên bình thường quý vị nhá, nếu mà nói nổi lên ấy thì nó lại là bình thường, phải nói đây là nó phụt lên khỏi mặt nước cao hơn cả 1 mét. Đó, cái hiện tượng phụt lên này thì chắc chắn là nó phải có cái gì đó để giữ gì đó thì nó mới phụt lên, đúng không? Còn nếu không thì nó nổi lên từ từ chứ làm sao nó phụt lên được. Nó phụt lên như vậy thì chứng tỏ rằng nó giống như một cái trái banh vậy, cái quả bóng vậy, chúng ta dìm xuống dưới nước mà chúng ta dìm ở đó thì nó nằm ở đó, còn chúng ta cắt dây một phát thì nó tụt lên được ấy, thì nó sẽ phụt lên khỏi mặt nước, cái lực của nó rất là mạnh. Đó, có thể như vậy. Còn cái vụ việc của chị Kim Hà chúng ta thấy rằng là theo dõi gần 7 tháng nay rồi, từ cái lúc mà chị Hà đã đi đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn chưa biết được cái lý do, cái nguyên nhân mà tại sao chị có thể là nhảy xuống đó mà lại nằm ở đó tận 12 ngày. Em nói mọi người là khi mà cái anh Thông mà 35 tuổi này, anh ấy cũng nhảy xuống chỗ đó. Đó, nhiều người còn nói với em rằng là có thể là anh này, em theo dõi cái vụ này anh quá bức xúc rồi, anh ra đây anh nhảy thử để cho mọi người chứng minh cho người thấy rằng là ở đấy tôi nhảy xuống đó là tôi trôi như thế này chứ không phải tôi nằm như chị Hà đâu, kiểu như vậy. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này đến ngày hôm nay chúng ta theo dõi là 7 tháng rồi nhưng mà nó vẫn chưa kết quả gì hết. Và cái vấn đề mà chúng ta quan tâm ở đây là cái lý do tại sao chị Hà lại không trôi. Đó, tại sao lại không trôi nhưng mà anh kia thì lại 2 ngày trôi đến 20 cây số rồi. Mà em hỏi với tất cả mọi người rằng đấy, cái anh kia anh nhảy từ độ cao tận 20-30 mét, là cái cầu mà cầu Vàm Cống mà, anh nhảy xuống sông thì chắc chắn rằng là cái vị trí mà anh nhảy xuống đó nó phải chìm xuống tận đáy luôn rồi, sau đó nó mới nổi lên lại.
đúng không? Còn chị Hà thì chị vẫn thả trôi ở sông. Mà tại sao chị lại không trôi đi đâu? Thì em nói với tất cả mọi người rằng ấy, là gia đình của chị Kim Hà chắc chắn rằng sẽ nhờ vào cái vụ việc của cái anh Thông 35 tuổi này ha, để làm cái đòn bẩy để chứng minh rằng tại sao cái vợ tại sao mà vụ việc chị Kim Hà cũng ở chỗ đó, cũng nhảy sông, cũng tương tự như vậy mà tại sao lại không nổi lên, tại sao lại không trôi đi mà có thể là nằm im ở đó 12 ngày. Thì chúng ta mới biết được rằng là ở đây á, từ cái lúc mà chị Kim Hà ra đi, tất cả chúng ta ở đây vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân đó, cái gì đã neo chị Hà này, ai đã neo chị Hà, cái gì đó đã làm cái hì cho chị Hà. Bởi vì sao quý vị, một câu nói như thế này thôi, là anh Sà Lan anh có nói á, là lúc mà anh đi uống nốt cái ly bia uống dở ấy, anh quay ra đi vệ sinh thì anh thấy là chị Hà đã đang trôi trên dòng sông nha, đang trôi trên dòng sông, và anh Tuấn có chặt cái xuồng đó để bơi ra chỗ chị Hà thì chị đã trôi đi 40 mét rồi. Em nói mọi người rằng nếu chị đã trôi được 40 mét thì chị cũng sẽ trôi đi được 20 cây số. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng hì đó đâu ra? Anh Tuấn nói là cái hì đó là nó không trôi đi đâu, nó nằm im ở đó. Nếu như anh mà đã biết chắc chị Hà nằm im ở đó rồi thì anh phải bảo mọi người kiếm chị Hà ở chỗ đó, đúng chưa? Bởi vì anh Tuấn có nói rất là rõ nha, là anh nghe một tiếng hì một cái đó, và anh thấy rằng là vợ anh chìm xuống là nhanh như xe độ vậy á. Vậy thì tại sao anh không chỉ cho người nhà của anh kiếm một cái chỗ hì đó, mà anh lại phải chỉ ngược chỉ xuôi, anh không chỉ cho một cái chỗ nào cố định cả? Chính anh còn không biết cái chỗ chị Hà chìm là chỗ nào. Vậy thì tại sao khi chị Hà nổi lên thì Dượng Mười lại nói là chị Hà nổi lên đúng chỗ chìm, đúng không? Bởi vì là em nói với tất cả mọi người như thế này, là chị Hà đã trôi được 40 mét và anh Tuấn thấy rằng chị Hà đã hì một cái đúng chỗ đó. Tại sao anh không bảo mấy ông thợ lặn, mấy cái ông mà đi kiếm á, cào đúng chỗ đó, mà khi người ta cào ở đó anh lại phải bảo người ta là đi kiếm chỗ khác? Ngay cả cái ông Dượng Mười nhá, ông biết chỗ chìm, tại sao ông không bảo người ta đi giả chỗ đó? Đó, mà anh Tuấn này lại đi gọi cho Kim Linh, bảo là con ơi mẹ báo mộng về cho ông Sà Lan. Ông Sà Lan là báo cho Dượng Mười, Dượng Mười báo cho ba là mẹ con báo mộng ở cái kho cắm vàng ấy, cách cái hiện trường vài cây số. Em nói mọi người là tại sao anh biết cái chỗ hì đó, anh lại không bảo cho ai để xuống đấy giả? Một cái câu trả lời mà chúng ta cũng có thể nói rằng là ai cũng bức xúc hết, đúng không? Anh biết cái chỗ chìm, bởi vì sao? Anh nói là vợ anh trôi 40 mét, đến đó nó làm cái hì một cái. Thì em nói mọi người là cái gì nó có thể phát ra được tiếng hì đó, thì nó có khi nào nó làm một cái gì đó rất là nặng để tạo tiếng hì không? Em nói mọi người đó, nếu như mà để thò nguyên cái đầu lên mà chìm xuống thì nó chả có cái hì nào cả. Em nói mọi người đứng gần 1 mét còn không nghe nha, đứng gần 1 mét chưa chắc anh đã nghe tiếng, chứ đừng nói là anh đứng 10 mét mà anh nghe tiếng hì. Còn nếu như mà anh nghe được tiếng hì mà ở khoảng cách là 10 mét thì bắt buộc nó phải có cái gì đó rất nặng, mà nó rơi từ trên thành mặt nước mà rơi xuống nước thì nó mới có tiếng hì. Không phải tiếng hì mà nó nghe kiểu như là một cái giống như mình vứt hòn đá xuống nước vậy á. Đó, chứ em nói với mọi người rằng là thò mỗi cái đầu lên mà chị Hà lại có thể nói là chìm ở chỗ đó, mà anh Tuấn lại nói là nghe một tiếng hì cách 10 mét. Nếu như cái đầu thò lên xong rồi cái đầu chìm xuống thì hì ở đâu ra? Đó, anh Tuấn biết là chị Hà có cái gật một cái nó nhanh hơn xe độ ở chỗ đó, nhưng anh Tuấn lại không chỉ cho ai là cào móc tìm chỗ đó, mà lại chỉ cho người ta là phải đi tìm ở tốt dưới đảo Đài Loan. Vậy thì thông qua cái vụ việc của cái anh 35 tuổi, chúng ta mới thấy rằng là ở đây á, anh này là một cái người mà gọi là trôi tự nhiên và chìm tự nhiên và nổi tự nhiên. Thì cái quá trình sau 2 ngày anh đã nổi lên và cách cái hiện trường là 20 km. Vậy thì có khi nào là bà Thủy bà biết là anh này không có tiền, đúng không? Không có két sắt, không có tài sản nên là bà Thủy không giữ không? Hay là bà Thủy chọn, bây giờ chắc cái phía bên tập đoàn Sà Lan ấy lại nói rằng là bà Thủy là bà chỉ giữ nữ thôi, chứ là không giữ nam, đúng không? Chắc là giữ nữ thôi, bởi vì phụ nữ họ mới giữ, còn nam họ không giữ. Nam giới là bà Thủy không giữ. À, có khi lại bảo là cái lúc mà chị Hà rơi xuống ấy là do ông cậu giữ. Còn cái ông này rơi xuống thì ông cậu này ông không giữ. Đấy, bởi vì là cùng giới. Đấy. Còn bà Thủy thì em nói mọi người là bà Thủy thì giữ nam chứ bà Thủy giữ thì nữ, đúng không? Đó, em nói mọi người như vậy. Nên là trong câu chuyện là chúng ta giải thích như thế nào đây? Em nói mọi người là bây giờ em đang cần, rất cần một cái câu gọi là lên phản biện lại của phía tập đoàn Sà Lan để giải thích như thế nào về cái hiện tượng cái anh 35 tuổi này mới 2 ngày mà trôi đi 20 km, còn cái chị Hà nằm ở một dòng sông đó 12 ngày thì lại trôi 0 km, mà lại còn quay trở lại, trôi ngược trở lại 20-30 mét nữa. Thì là cái lý do gì? Bởi vì nếu như đúng như anh Tuấn nói là chị Hà trôi 40 mét rồi mà anh Tuấn còn nghe tiếng hì một cái, thì em khẳng định rằng chị Hà đã trôi đi 20 cây số như cái anh này rồi, chứ làm sao có thể nói là nổi lên đúng chỗ chìm được. Đó, anh nói là
chị Hà nổi lên đúng chỗ chìm, nổi lên đúng ngay xà lan của mình á. Em đang thắc mắc ở đây là nếu như chị Hà mà bị cái tiếng hì đó nó kéo xuống thì anh Tuấn phải báo cho người nhà là hãy giả chỗ đó, tìm chỗ đó, con nghe hì một cái là vợ con nó chìm ở đó, nghe gịch một cái là nó nhanh con xe độ, thì anh Tuấn phải chỉ cho người ta tìm ở đó chứ, đúng không? Nên là khi mà gia đình của chị Hà có nói là anh Tuấn thậm chí anh còn không biết là chị Hà chìm chỗ nào đó, có nghĩa là anh không biết chị Hà chìm chỗ nào hết, anh cũng không nói rõ ràng là chị Hà chìm ở đâu, mà nay chỉ chỗ này và mai thì chỉ chỗ kia đó. Lúc thì anh chỉ ở chỗ xà lan, lúc thì anh chỉ bên hông xà lan, rồi lúc anh lại đi cúng ở tút bên dấu kho cắm vàng. Thế người nhà mới nói là ủa vậy thì có nghĩa là chị Hà chìm ở đâu, người ta còn không biết cơ mà. Vậy thì em hỏi tất cả mọi người là anh nói rất là rõ là cái vị trí mà chị Hà rơi xuống là bên thành xà lan, và anh trôi chị Hà trôi đi 40 mét, và sau đó đã nghe tiếng hì một cái. Và em đang thắc mắc ở đây là anh đã biết rằng là vợ anh không phải là do trôi sông, vợ anh không phải do ngạt nước, bởi vì nếu mà trôi sông ngạt nước thì nó sẽ chìm từ từ. Còn đây là anh nói là anh hết biết luôn, nhưng mà cái điều anh hết biết nhưng mà anh lại không chỉ cho ai để kiếm vợ anh. Vậy thì chứng tỏ là anh không muốn người khác tìm thấy vợ anh, đúng chưa? Bởi vì nếu như lời anh nói là anh bảo là anh hết biết luôn, anh không biết cái lý do gì mà vợ anh lại chìm một cách nhanh như vậy, thì nếu như anh khẳng định là vợ anh là đó đã không phải ngạt nước, không phải trôi sông, nếu như mà trôi sông mà nó chìm từ từ, thì anh đã bảo người nhà là đem thợ lặn xuống giả đúng chỗ đó thì đã tìm thấy từ ngày đầu tiên đó, chứ không bao giờ có chuyện 12 ngày. Cái lý do vì sao chị Hà lại phải 12 ngày mới nổi lên, bởi vì sao? Bởi vì người ta cứ ra đấy tìm là anh lại gọi cho người ta đi tìm chỗ khác. Ban đầu thì A Xin đó ra đó là anh phải gọi là đi chỗ khác để tìm, sau này thì anh lại gọi cho con gái, tất cả là nó do Dượng mời mà ra hết. Dượng mời nói rằng là có ông chú đi xà lan, là chị Hà báo mộng cho ông chú đi xà lan đó, ông chú đi xà lan đó mới gọi cho ông Dượng mời, ông Dượng mời đi bảo anh Tuấn. Nhưng thực ra em nói mà mọi người là chả có ông chú đi xà lan nào mà chị Hà báo mộng về hết á. Bởi vì sao? Bởi vì cái ông chú đó chả liên quan đến chị Hà. Cái thứ hai là ông chú đó thì cũng chả phải dòng họ của chị Hà. Bởi vì nếu dòng họ của chị Hà thì người ta đã báo cho anh Vũ, báo cho Kim Linh, báo cho dòng họ cho biết chị Hà rồi, chứ báo thì cho ông Dượng mời, đúng không? Nên là em nói mọi người là đấy, cái câu chuyện này thì bắt đầu từ cái vụ việc của cái anh Thông 35 tuổi trôi ở dòng sông Vàm Cống, thì sau 2 ngày đã nổi lên cách hiện trường 20 km. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào để so sánh cái vụ việc của chị Kim Hà nhảy xuống ở đó, cũng chìm ở ngay đó và cũng trôi chỗ đó giữa sông Vàm Cống đó, vậy mà chị Hà lại không trôi đi đâu, nằm ở đúng cái chỗ xà lan mà chị Hà đã nhảy xuống mà lại không bị trôi đi 1 mét nào hết, mà anh Tuấn có khẳng định rằng vợ anh không phải trôi sông, không phải ngạt nước, mà nghe tiếng gật một phát nhanh như xe độ chạy và anh hết biết luôn. Vậy thì nhưng mà có một cái điều lạ là anh lại không chỉ cho ai cái chỗ mà cái xe độ chạy mà nó kéo cái hì một cái đó, đúng không? Người ta hỏi anh vợ anh nhảy ở đâu, anh cứ chỉ chỗ này, lúc anh chỉ chỗ kia, đến mức độ anh Vũ còn nói là không biết là anh Tuấn anh ấy chỉ chỗ nào mới chính xác là cái chỗ chị Hà nhảy xuống. Bởi vì anh có nói rằng là anh thấy vợ anh trôi đi 40 mét, anh chặt xà lan, anh bơi ra đến đó cách 10 mét là vợ anh làm cái hì một cái. Nếu đúng như vợ anh làm cái hì một cái ở chỗ đó, anh đã phải khoanh vùng lại là bảo mọi người già tìm ở đó ngay từ những ngày đầu tiên, đúng không? Bởi vì em nói mọi người là anh có chỉ cho người ta cái chỗ hì đâu, anh không dám chỉ chỗ hì đó, mà anh đi chỉ ngược chỉ xuôi, anh chỉ chỗ này anh chỉ chỗ kia làm cho người ta hỗn loạn hết. Rồi khi người ta già cho xà lan của anh thì anh lại bảo rằng là không có ở đó đâu, trôi cách đây là 4-5 cây số rồi, rồi anh còn để xà lan ở đó để làm gì? Em cũng có thể hiểu được. Có nhiều người nói với em rằng tại sao ấy là trước lúc chị Hà chưa nổi lên thì cái xà lan nằm im ở đó, và khi chị Hà nổi lên thì cái xà lan nó lại rời khỏi hiện trường, thì em sẽ giải thích như sau. Cái xà lan nằm ở đó để cho người ta đỡ nghi ngờ, đừng có kéo vào đó, bởi vì nếu như mà chị Hà nhảy xuống đó đúng chỗ đó thì đi tìm ở chỗ khác, bởi vì nó sẽ trôi đi rất là xa đó. Cái thứ hai là có thể để xà lan ở đó để chặn cái bề mặt, để người ta không lặn xuống chỗ đó được, để người ta không kiếm thấy được chỗ đó đó. Cái thứ ba là khi mà chị Hà nổi lên thì anh đã rời xà lan đi, có thể đã kéo thêm một cái gì đó đi rồi để có thể là xóa dấu vết ở hiện trường đó. Em nói mọi người như vậy. Còn lại thì nếu như mà anh nói với mọi người rằng ấy là anh thấy vợ anh mà làm cái hì một cái, nhưng mà anh chưa bao giờ anh nói với ai rằng cái chỗ đó là vợ con làm cái hì này, chú lặn xuống chỗ đó chú kiếm cho con, chú già cho đấy cho con, không nghe, không nói gì mà toàn bảo người ta đi kiếm ở tút kho cám vàng, tút đảo Đài Loan để làm gì? Tại sao lại vợ anh nổi lên đúng chỗ chìm mà anh không bảo người ta tìm ở đó? Bởi vì anh đã nói từ đầu rồi là vợ anh là nghe tiếng hì một cái. Em nói mọi người là cái tiếng hì đó ở đâu ra? Cái tiếng hì đó nó có phải là do cái gì đó nó nặng 200 kg không? Chúng ta phải có câu trả lời đó. Em nói mọi người rằng là bây giờ chúng ta cứ chờ đợi đi, em tin chắc cái vụ này nó chả chìm xuồng được đâu. Bởi vì sao?
Trước đây thì nhiều người nói bảo là vứt cái con gì xuống để cho chứng minh xem nó có trôi hay không. Đó, bây giờ anh đó nhảy xuống đó, trôi đi 20 cây số rồi thì chúng ta biết được rồi là thực ra ở chỗ đó nó chả có cái gì gọi là bà thủy ông cậu gì ở đấy hết á. Tất cả nó chỉ là gọi là lúc đấy chị Hà chắc có tài sản quá nhiều, kết sắt nhiều tiền, xà lan có rồi là có tiền, nên là chị Hà đã bị bà thủy giữ lại để đổi tài sản. Còn cái anh kia thì anh ấy chả có tài sản gì hết nên anh đã trôi đi 20 cây số. Thì đây là một cái câu trả lời em nói mọi người rằng là sẽ đợi kết quả để cho nó rõ trắng đen. Nên là quý vị khán giả có những cái câu trả lời như thế nào hay thắc mắc gì thì quý vị khán giả đừng quên là bình luận bên dưới video này để ủng hộ giúp em. Và em sẽ cập nhật những cái thông tin và diễn biến liên tục để cung cấp cho tất cả mọi người. Thế là mọi người yên tâm nha. Rồi video này em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều khi đã xem hết video này. Chào mọi người nha, chào mọi người.